Hello, welcome to my channel. Và mình sẽ cho các con động vật mới update chạy ra. Con động vật trong bản 1.9. Đây là con đầu tiên, con buffalo. Con trâu. Trâu thì đây. Trâu hoang dã. Đây con trâu nhà. Đây, con này chạy rất là nhanh nha. Đó. Ta cùng tiếp tục. Ok, và đây là con thứ hai nha. Con mình đây là con Mi Nai Legway. Đó. Nó như kiểu con gì? Con Antelope. Cái gáp này, đau sau cổ cũng một chấm trắng. Con này chạy cũng khá là nhanh. Chân khá là dài. Ok. Ở đây là con tiếp theo mình sẽ review. Con Crane và chim. Đây là con cỏ hay con hạt thì đúng không? À. Đó. Chân khá là dài. Mà không bắt không chạy nhanh một con đầy. Ok nhỉ. Ok, đây là con thứ tư mình sẽ review trong ngày hôm nay. Tổng cộng có 7 con nhưng mình sẽ review hôm nay mình sẽ review 5 con nha. Đây là một con Cayman. Nó giống với con. Mình giống với con Cayman. Một cái màu cũng khá là dữ. Vẫn là vậy, chạy khá là chậm. Đó, con này con cái này là hơi bé. Ok. Và đây sẽ là con cuối cùng mình review trong ngày hôm nay nha. Và cũng là con chậm nhất trong lần update này. Con Platypus. Ok. Giống con vịt. Con này bơi khá là nhanh đấy. Mình cũng kết thúc video ở nhà. Chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye, see you again.